Tú rất vui vì được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Món Ngon cuối tuần. Kính thưa quý vị, sau một tuần làm việc rất là vất vả thì chúng ta lại được quây quần bên mâm cơm của gia đình. Các bạn nội trợ thì hãy nhớ là bật kênh ATV1 lên để theo dõi chương trình Món Ngon cuối tuần, lấy sổ tay ra và ghi chép lại các bí quyết của các đầu bếp của nhà khách sạn Hòa Bình để chúng ta có thể nấu cho gia đình mình bữa cơm thật là ngon với những món ăn thật là hấp dẫn vào những dịp cuối tuần. Và ngày hôm nay thì Kim Tú cùng với anh Thế Huy là đầu bếp của nhà khách sạn Hòa Bình sẽ gửi đến cho quý vị một món ăn được chế biến từ một loại cá rất là quen thuộc với người dân miền Nam Bộ chúng ta và đặc biệt là tại vùng An Giang. Anh Huy ơi, ngày hôm nay thì anh Huy sẽ hướng dẫn cho quý vị thực hiện món ăn gì đây ạ? Rất vui khi được tham gia món ngon cuối tuần hôm nay. Và hôm nay chúng ta sẽ thực hiện món cá ba sa nướng lá chuối. Chắc chắn món ăn này sẽ là một món ăn rất là tốt cho sức khỏe của cả gia đình chúng ta và thưa gia đình chúng ta và thưa thực hiện món ăn này nha. Anh Huy ơi, bây giờ anh Huy có thể hướng dẫn cho quý vị khán giả thực hiện món ăn này ngay bây giờ được không? Vâng. Thì trước tiên thì chúng ta sẽ sơ chế cái phần cá phi lê cá ba sa này. Sau khi chúng ta sơ chế và rửa sạch thì chúng ta để ráo và cắt khúc như thế này. Ta sẽ ướp cái phần cá này. Ta cho khoảng một muỗng sả, nửa muỗng gốc hành, và nửa muỗng ớt bằm. Nửa muỗng bột ngọt. Đường khoảng 1/3 muỗng muối, 1/3 muỗng tiêu. Và để tạo cho cái độ thơm béo trong cái món cá này thì chúng ta sẽ dùng đến là dầu hào, chúng ta dùng khoảng 1 muỗng. Ta trộn đều lên cho thấm. Và trong khi chờ đợi cá thấm thì chúng ta sẽ vanh phần lá chuối này. Ta vanh bỏ cái phần cứng bên ngoài này. Và cho cái lá nó vuông nhất trở lại. Và bây giờ chúng ta sẽ gói cái phần cá này lại. Ta cho cá vào lá chuối nha. Lại. Ta nhìn cái chuối này bột lại luôn. Thì lá chuối thì khi mà mình nướng cá đó thì nó sẽ được thơm hơn, đặc trưng riêng và nó mang cái tính chất dân dã và Nam Bộ hơn khi chúng ta sử dụng nguyên liệu thiên nhiên. Dạ. Sau khi chúng ta đã gói xong cái phần lá chuối thì chúng ta sẽ cho lên lò nướng. Trong khi chúng ta đợi cá chín khoảng 10 phút thì chúng ta sẽ làm cái phần nước mắm me nhé, dùng với cái món cá này.
ta dùng khoảng 2 muỗng nước, nước ấm á. Và 3 muỗng me. Đường. Bây giờ dùng khoảng 2 lít nước mắm nữa. Khuấy đều. Ở trong cái nước mắm me này thì thường thường chúng ta sử dụng tỏi và ớt bằm. Ở đây chúng ta sử dụng sả và ớt bằm. Lý do tại sao mình lại dùng sả hả anh? Để mình dùng cho cá, món cá nó cũng khử được mùi tanh, nó áp được mùi tanh đó. Mình nướng như vậy khoảng trong bao lâu thì cá mới chín hả anh? Nướng trong khoảng 20 phút, ta 10 phút thì chúng ta trở lại một lần. Được khoảng 20 phút rồi thì cá cũng đã chín rồi, chúng ta sẽ cho cá ra dĩa. Tuy là cá bên trong thì đã chín nhưng mà lá chuối của mình vẫn còn giữ được một cái màu xanh rất là đẹp ha anh ơi. Vậy là cái món cá ba sa nướng lá chuối chúng ta cũng đã hoàn tất. Và món cá thì chúng ta sẽ dùng kèm với mắm me sả và ăn kèm với bún, rau bún, bánh tráng, rau sống, bún và bánh tráng thì rất là hấp dẫn. Sau khi mà anh Huy hoàn thành xong cái món cá ba sa nướng lá chuối này á thì Kim Tú thấy rằng là với cái cách trang trí như thế này nè, làm cho món ăn của chúng ta trở nên rất là sinh động. Và chắc chắn rằng khi mà thưởng thức món ăn được trang trí đẹp như thế này thì các thực khách cũng sẽ cảm thấy ngon miệng hơn rất là nhiều, đúng không anh? Xin được cảm ơn anh với cái phần hướng dẫn vừa rồi để thực hiện một món ăn tuy rất là gần gũi nhưng mà cũng rất là ngon miệng và bổ dưỡng nữa. Kính thưa quý vị khán giả, với sự hướng dẫn của anh Thế Huy là đầu bếp của nhà hàng khách sạn Hòa Bình thì món cá ba sa nướng lá chuối đã trở nên rất là đẹp và cũng rất là bắt mắt. Xin được chúc cho các bạn nội trợ sẽ thực hiện thành công món cá ba sa nướng lá chuối này. Và xin được cảm ơn tất cả quý vị vì đã luôn quan tâm theo dõi chương trình. Nếu quý vị có những ý kiến đóng góp nào cho chương trình, xin vui lòng gửi về địa chỉ Phòng Văn nghệ Giải trí Đài Phát thanh Truyền hình An Giang, số 45/1 đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Hoặc có thể gửi về địa chỉ email moncongcuoituan@gmail.com. Còn bây giờ thì Kim Tú và anh Thế Huy xin được kính chào quý vị.